chào cả nhà, hôm nay là đại lễ Vu Lan tại thành phố Tulsa, Oklahoma. Đây là một ngôi chùa Việt Nam duy nhất tại thành phố Tulsa. Thank you.
tâm lòng thật ta đông nhiều.
Trần ma vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn cõi quy nghi trong một niệm chức trạch nghiệp bá kỳ, chân nhân cùng tan thân tiếp không cùng tình. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thần Thập Phương Biến Pháp Giới Hóa Hiền Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ tương lai hà sanh di lạc thôn phần đại trí văn thô sư lợi bồ tát đại hạnh vô hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát. Nam Nam Lê Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Đệ Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát, Phu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tăng. Ah,